hôm nay ngày 3 tháng 10, anh em tập trung vào dỗ cụ. Năm với tất cả như vậy là anh em là con cháu này. Như là 3 tháng 10 hàng năm là ngày giỗ cụ. Thì tất cả các con các cháu tập trung lại. Trước tiên là có thắp cho một nén nhang và sau đó là tụ lộc. Hôm nay cũng như mọi năm. Nhưng mà đặc biệt hôm nay á, có Vinh là con điều kiện như này là cũng là dịch Covid cũng về được. Cho nên cũng nhìn chung cả thôi, cũng vẫn thiếu. Nhưng mà năm nay thì thắp hương giỗ cụ ấy thì vẫn được 6 mâm. Thì đang nghĩ là kiến là chục mâm nhưng mà không đủ vì liên quan Covid. Cho nên là chỉ bố trí cái làm 6 mâm thôi. Tất cả chúng ta đâu ra, chúng ta đâu ra. Uống rượu chống Covid. Mùng 3 tháng 10 dỗ cụ do dịch Covid không tập trung đủ. Đây là điều kiện cho cháu nào. Đúng rồi. 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 Đú